Liên Hợp Quốc quan ngại tình hình xung đột giữa Saudi Arabia và Houthi ở Yemen. Quý tính giả thân mến, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 9 tháng 5 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các cuộc xung đột giữa Saudi Arabia và phiến quân Houthi ở Yemen không ngừng leo thang nghiêm trọng trong thời gian gần đây. Người phát ngôn của Tổng thư ký Guterres, ông Stephen Jurarik cho biết, người đứng đầu Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các bên tham gia xung đột tuân thủ các quy định về nhân đạo quốc tế, bao gồm việc tiến hành những biện pháp bảo vệ dân thường, đồng thời kiềm chế, tránh làm leo thang xung đột gây ảnh hưởng đến những cơ hội hòa bình. Người phát ngôn Joarick dẫn lời Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres khẳng định, giải pháp chính trị thông qua đối thoại với sự tham gia của tất cả các phe phái tại Yemen là cách duy nhất để chấm dứt cuộc xung đột và giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi giao tranh giữa phiến quân Houthi và Saudi Arabia liên tục xảy ra. Ngày 7 tháng 5, liên quân do Saudi Arabia đứng đầu xác nhận liên quân đã tiến hành hai vụ không kích nhằm vào văn phòng tổng thống ở thủ đô Sanya, Yemen, hiện do Houthi kiểm soát. Theo thông tin báo cáo sau đó, có 6 người chết và hàng chục người bị thương trong các vụ tấn công này. Ngày 9 tháng 5, các đơn vị phòng công của Saudi Arabia đã đánh chặn hai tên lửa đạn đạo trên bầu trời thủ đô Riyadh. Saudi Arabia cho biết đây là vụ tấn công bằng tên lửa mới nhất do phiến quân Houthi thực hiện nhằm vào lãnh thổ nước này. Yemen rơi vào hỗn loạn kể từ khi bùng phát xung đột giữa phiến quân Houthi và các lực lượng trung thành với chính phủ của Tổng thống Mansour Hadi. Từ tháng 9 năm 2014, phiến quân đã chiếm giữ phần lớn khu vực phía bắc của Yemen, trong đó có thủ đô Sanaa buộc ông Hadi cùng chính phủ tạm lánh ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Để hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Hadi được quốc tế công nhận, tháng 3 năm 2015, Liên minh quân sự các quốc gia Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã can thiệp vào cuộc nội chiến ở Yemen, theo đó tiến hành hàng nghìn cuộc không kích nhằm vào các căn cứ của phiến quân Houthi. Để đáp trả, Houthi đã tiến hành hàng trăm vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào các thành phố của Saudi Arabia. Trong đó đa số bị lực lượng phòng không Saudi Arabia đánh chặn. Xung đột giữa các bên cho đến nay đã khiến gần 10.000 người chết, hàng chục nghìn người bị thương và đẩy hàng triệu người đến bờ vực đói kém, mà theo đánh giá của Liên hợp quốc, đây là cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trên thế giới.